Ok, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo. Nhiệm vụ của video này là các bạn phải tăng view cho video. Cho các bạn một mục tiêu, đó là mỗi video khi bạn xuất bản ra trong vòng 48 giờ các bạn làm cho nó lên ít nhất là 200 view cho video đấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ có những cái cách sau. Theo thứ tự là từ trên xuống dưới, đây là cấp ngu ngốc cho đến cấp thông minh nha. Ví dụ như cách số 1 đó là mua view, cái này hạn chế làm. Trong một số trường hợp đặc biệt thì các bạn mới mua thôi, còn không nên. Cách số 2 chúng ta có thể tự xem, lấy nhiều cái máy tính, lấy một dàn máy tính, đổi IP sang Mỹ và xem. Đấy, cách số 3 đó là đăng lên các group rồi đi comment bảo rằng là đây là một cái video thú vị phù hợp với bạn, bạn có thể học hỏi được nhiều từ video này và để cái bình luận lại comment. Và cách thứ tư, cách số 4 là cách chạy quảng cáo. Trong trường hợp là video của chúng ta chưa có lượt xem và kênh của chúng ta cũng chưa lên top thì rất là khó để một video của chúng ta có được vài trăm lượt view. Vậy nên là nhiệm vụ của các bạn ấy là phải nhiệm vụ của các bạn đó là làm thế nào để ở bên Mỹ họ xem cái video, xem kênh của chúng ta nhiều. Thì khi đấy YouTube mới bắt đầu là đề xuất cho những cái video của chúng ta xuất hiện tại Mỹ. Vậy nên là những cái lượt xem ban đầu rất là quan trọng. Và đặc biệt là dưới 40 video đầu tiên, tức là 40 video đầu tiên ấy, thì các bạn phải nỗ lực chủ động làm điều này. Các bạn làm thế nào để có cái lượng view bên kia nhanh nhất có thể, có lượng view bên Mỹ nhanh nhất có thể, và trong 40 video đầu tiên, các bạn đừng mơ rằng 40 video đầu tiên các bạn sẽ có được ăn đề xuất hay là được search Google ra kênh của mình còn lâu. Vậy nên là bây giờ chúng ta phải chủ động làm điều đấy. Bây giờ cách số 1 đó là mua view, hạn chế làm. Bây giờ Hường sẽ để cái link mua view dưới cái phần mô tả thì các bạn có thể đăng ký. Đây, cái link mua view thì Hường để dưới cái phần mô tả nha. Đây, các bạn lên đây và đăng ký một cái tài khoản. Đăng ký mình sign up nhanh thôi. Ví dụ như là email, là ví dụ cái tài khoản này các bạn có thể là đóng tiền vào đây bằng cách là deposit nó vô, tức là để số tiền vào bao nhiêu đóng tiền vào đây đấy. Sau ví dụ như mình nộp vào đấy 20 đô đấy thì mình sẽ bấm vào đây và chúng ta có thể trả tiền qua các thẻ credit card đấy hoặc là Bitcoin. Đầu tiên nếu như các bạn có một đóng quỹ xong rồi thì các bạn có thể là mua view ở đây. Mình có thể để ở đây này, YouTube view, mình có thể mua nhiều cái, ví dụ YouTube share, comment, like này nọ, nhưng cái mấy cái này là ảo á, không đúng tệp khách hàng của mình nên hạn chế làm. Bây giờ mình sẽ mua view, ví dụ như trường hợp mình mua view vậy thì mình để là mình có những cái chế độ này nè, 1.000 view. Đó thì chúng ta có thể mua 1.000 view với 2,8 đô la chẳng hạn. Đấy, mọi người có thể chọn, tùy chọn và để cái link YouTube của mình, để cái link video của chúng ta ở đây và để số lượng ví dụ 1.000 thì nó sẽ mất bao nhiêu tiền đấy, 2,8 đô và bấm add submission là được. Ok, thì các bạn đăng ký, nhớ đăng ký ở trong đăng ký cái WeWeTalk này ở dưới mô tả cái video này nha. Ok, cách số 1 là mua view, cách số 2 tự xem. Tự xem thì chúng ta cũng phải xem một cách thông minh. Bây giờ làm nào để tự xem cái video này? Thì bây giờ mình sẽ thứ nhất là chúng ta đổi IP sang, nên đổi IP sang nước Mỹ. Bật cái này lên. Đây là cái trình duyệt hôm trước Hường có gửi rồi đấy. Chúng ta bật nó lên. Đấy là chúng ta đổi sao cho thành quốc gia Mỹ. Còn nếu chưa phải thì chúng ta bấm cho đây để đổi thành United States. Sau khi United States rồi thì chúng ta bấm on nó lên. Và như thế thì IP của chúng ta đang ở bên Mỹ. Được không? Sau khi chúng ta đổi IP sang Mỹ thì chúng ta cài một cái tiện ích. Tua tiện ích, cái tiện ích này Hường để dưới phần mô tả của video. Đó, add to chrome, add nó, add attention nó. Rồi sau khi add thì nó nằm ở đây. Nếu mà chưa nằm ở đây thì các bạn bấm vào đây để mình ghim nó lên. Đây, ghim nó. Vậy thì nó nằm ở đây. Mình có thể cài, ví dụ mình bật cái video của chúng ta lên. Đấy, video của chúng ta hiện tại là nó là 17 phút 59 giây. 17 phút 59 giây này thì mình sẽ tính ra bao nhiêu giây? 17 phút 59 giây thì coi 10 phút là 600 giây.
Thì tóm lại là nó còn hơn 1.000 giây, 17 phút 59 giây thì nó hơn 1.000 giây. Thì chúng ta sẽ cài ở trong đây là 1.000. Thì chúng ta sẽ có nghĩa là khi mà chúng ta bấm 1.000 thì sau 1.000 giây thì nó tải, nó refresh lại trang, nó F5 nó refresh lại cái trang này. Ví dụ Hường cài thử nha, cài thử cho mọi người coi. Ví dụ cài 4 giây đi, bấm start. Đấy, thì sau 4 giây nó sẽ tải lại trang. Mọi người nhìn 1 giây này, 4. Rồi tải lại trang. Rồi tiếp tục, mọi người thấy thấy ở trên góc phải, đếm 4 giây nó tải lại. Đó thì nó đã tải rồi. Nên là mình không nên để 4 giây, mà mình nên để là gần hết cái video luôn, đừng để cho nó chạy hết mà nó gần hết còn mấy giây nữa kết thúc cái video ấy. Thì chúng ta cài cái thời gian đấy, ví dụ video này là 1.000 giây thì nó mới mới refresh lại. Bởi vì một cái video YouTube sẽ đánh giá cao nếu mà người xem họ xem hết video, còn nếu họ mới click vào xong họ rời đi mất thì có nghĩa là video đấy không chất lượng. Vậy nên là mình nên cài cái chế độ refresh này cho cái video kênh YouTube của chúng ta chạy đến hết video rồi thì chúng ta mới refresh lại. Thì cài chế độ, ví dụ video 3 phút thì chúng ta sẽ cài là 6 x 3 18, 180 giây thì mình cài là 177 giây chẳng hạn. Đấy thì sau 177 giây thì nó refresh lại cái video của chúng ta, nó sẽ có nhiều cái lượt view hơn. OK, tương tự sau này khi mà kênh của chúng ta có nhiều cái video rồi ấy, thì chúng ta nên refresh cái danh sách phát, cái playlist. Thay vì chúng ta refresh một video thì chúng ta chạy nguyên cái playlist thì cái độ tin cậy nó cao hơn. Khi mà chúng ta chạy view như thế này á thì đây là rõ ràng đây là lượt view ảo. Vậy nên khả năng nó cũng sẽ bị tuột view, nên các bạn sẵn sàng tinh thần cho việc là cái video của chúng ta bị tuột view. Và trong quá trình mình chạy view như thế này thì không nên chạy từ một cái IP máy tính, mà chúng ta nên mình có mấy cái máy tính thì mình cứ mở lên mình cho nó auto chạy như thế một vài cái máy tính, để mà vì cái độ của chúng ta ấy, mục tiêu của các bạn là phải làm sao cho nó ít nhất là 200 view. Đây là 200 view là thường để số nhỏ đó nha. Nếu các bạn làm tốt thì hãy để nó khoảng cỡ 500 đến 1.000 view mỗi mỗi lần đăng lên sau trong vòng 48 giờ thì càng tốt. Là cách thứ hai. Cách thứ ba đó là đăng lên các group và đi comment. Cách thứ tư đó là chạy quảng cáo. Thì đăng lên các group đi comment như thế nào thì trong video này Hường sẽ hướng dẫn cho cả lớp, đó là mình sẽ tham gia vào những cái nhóm, tham gia vào các nhóm Facebook để chúng ta đi comment, cũng như là lọc ra những cái video trên YouTube nó nói về chủ đề của mình và đã có một cái lượng xem, lượt view lớn thì chúng ta bắt đầu bình luận xuống bên dưới, mình gợi ý cho các đàn của chúng ta. Thường thì trên Facebook nó ok hơn trên YouTube hiện tại, thì khi mình để cái link trong đấy thì có thể cái link của mình nó sẽ một số kênh nó cài chế độ lọc comment thì cái link video của chúng ta nó sẽ là không có được xuất hiện, nó bị duyệt đi, nó bị kiểm duyệt ấy. Nên là ở trên kênh YouTube thì có lúc nó không hiển thị đâu, còn trên Facebook thì chúng ta có search, ví dụ sản phẩm của chúng ta là liên quan tới blood pressure thì chúng ta sẽ search liên quan tới blood pressure. OK, sau khi search như này thì nó sẽ ra rất là nhiều cái chủ đề, thì chúng ta chọn vào chế độ group. Rồi ở đây có nhiều cái group nó đang nói về chủ đề blood pressure, giảm cao huyết áp đúng không? Giảm cái bệnh cao huyết áp đấy. Bây giờ đây là nhóm riêng tư trên 4.000 mấy thì chúng ta nhớ yêu cầu tham gia đi. Tương tự chúng ta cứ mở tiếp. Đây là 12.000 thành viên, 26.000 thành viên, 1.900 thành viên, 7.3.000 thành viên. Chúng ta có thể tham gia những cái group có lượng thành viên lớn để sau này chúng ta sẽ bình luận những cái vấn đề, trả lời những cái vấn đề hữu ích cho họ, cũng như là mình góp phần làm cho cái video của chúng ta sẽ có nhiều lượt view. Đừng đi spam nha các bạn. Tốt nhất là các bạn không nên đi spam, mà chúng ta hãy bình luận những cái vấn đề liên quan và nó hữu ích. Đừng có đăng lên cái group này, admin họ không duyệt đâu. Mà chúng ta sẽ bình luận một cách khéo léo, nói mình đọc cái vấn đề của họ coi thử có liên quan tới cái video nào của mình. Sau đó mình bình luận, xong rồi mình nói là đây là một cái video các bạn nên tham khảo.
Ok, join group. Join. Có thể nó có câu hỏi đó. Thì mình cứ yêu cầu đi nè. Một lần không nên tham gia quá nhiều cái group nha. Khi mình tham gia quá nhiều thì có thể là cái tài khoản của chúng ta bị khóa. Mình có thể bình luận xuống. Chẳng hạn. Trả lời cho họ nhiều. On Facebook. Đó, để yêu cầu rồi. Nó có câu hỏi gì được không? Learn about AB I B. Rồi ok. Yêu cầu một vài các group. Rồi, mình nó. Rồi tiếp theo, chọn cái group này. No. MLM là mình phải no liền. MLM này nó hỏi là có làm công ty đa cấp không? Join group. Join xong tắt nó đi. John mình phải đợi mấy ngày xong nó mới gì John nó John nó John một lần John ít hơn 10 group cho John nhiều quá nó bị block luôn chức năng John group của mình đấy. Đấy rồi ok nó hỏi thông tin gì mình muốn nhận trong group này learn about ok agree đồng ý với nó rồi submit rồi ok. Yes. Yes. Am not sure. Spam nó cũng nói chung là những cái group này thì nó không có cho muốn mình vô để spam đâu. Ok, như vậy thì chúng ta đã tham gia cái group rồi. Các group rồi. Để một vài ngày sau nó duyệt và chúng ta bắt đầu vô bình luận một vài cái bình luận nha. Bây giờ mình sẽ quay trở lại với cách thì vài hôm nữa chúng ta sẽ xem thử bình luận như thế nào. Còn bây giờ về cái việc chạy quảng cáo thì thực ra Hường có một vài video hướng dẫn về chạy quảng cáo cho Clickbank, cho Affiliate Marketing ở một danh sách phát về chạy quảng cáo YouTube rồi. Nếu các bạn muốn học ngay thì có thể lên danh sách phát về chạy quảng cáo YouTube ở trên kênh của Hường để học ngay. Còn không thì cứ đợi thêm một vài nữa Hường sẽ chia sẻ một chút về chạy quảng cáo để mà tăng view lên. Ok, thế thôi hẹn gặp lại cái video tiếp theo. Nhớ cho Hường một like và viết xuống số 7 nếu mọi người cảm thấy video này hữu ích và muốn Hường chia sẻ thêm nha.